Sang chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ ha. Ngày hôm qua thì Sang với mọi người cùng với mẹ cùng với mấy đứa nhóc á, mình đã ăn tân gia xong căn nhà của Sang nè mọi người. Thì hôm bữa khi mà dựng căn nhà này lên á, Sang có nói với mọi người là căn nhà này của Sang dựng lên á để với hai mục tiêu. Đầu tiên là làm cái căn nhà bếp để phục vụ quay video ăn uống ở nhà cho mọi người xem, tránh trời mưa trời gió. Thứ hai á, là Sang sẽ mở một cái lớp học để mà dạy học cho mấy đứa nhóc trăn trâu của Sang. Thì trước tiên vào video thì Sang muốn hỏi mọi người ở đây một câu là ở đây có bao nhiêu người đã vượt qua, đã đi qua được cái khoảng thời gian gọi là tuổi thơ rồi. Thì khi mà tuổi thơ đi qua, có những cái điều gì mà mọi người đến ngày hôm nay vẫn còn hối tiếc là lúc đó mình vẫn chưa làm được không? Với Sang á, cái tuổi thơ của Sang rất là đẹp mọi người. Từ lúc nhỏ thì Sang đã ra ruộng, biết mò cua, bắt ốc, bắt cá ở ngoài đó và biết tự lực đi kiếm tiền lúc mà Sang còn ở tuổi thơ để giúp phần nào cho mẹ đỡ cơ cực hơn. Thì tuổi thơ của Sang trôi qua Sang nghĩ là rất là êm đềm, nhưng mà vẫn còn một điều đến ngày hôm nay, đến tận ngày hôm nay luôn, Sang vẫn hối tiếc mãi là Sang lúc đó không có ham học, không có đi học bằng người ta, chỉ đi học được chưa hết cấp 2 là Sang đã nghỉ rồi mọi người. Nên sau này ra ngoài đi làm, ra ngoài xã hội á, Sang mới cảm nhận được cái việc học nó rất là quan trọng. Mình xin vào một công ty, nếu mà mình không có bằng cấp 2 á, đôi khi cái công ty đó người ta sẽ không nhận mình luôn. Nên Sang là người đã từng trải qua rồi về cái việc học hành này, là một người không có học thức đi. Thì Sang mới cảm nhận được cái việc giá trị của việc học nó như thế nào. Còn về mấy đứa nhóc trăn trâu của Sang á mọi người, tụi nó năm nay cũng chạc độ tuổi với nhau là khoảng tầm 12 đến 13 tuổi, nhưng mà không có đứa nào đi học hết cả mọi người. Đa phần tụi nó có đi học được hết khoảng tầm lớp 1, lớp 2, có đứa thì học được lớp 3, nghỉ học rất là sớm, có đứa thì chẳng biết chữ nào hết cả, để mà đi vào trong rừng kiếm này kiếm kia phụ giúp cho gia đình. Nên cái việc học hành của tụi nó không có quan trọng. Sang thì đi qua rồi sẽ mới hiểu được. Nên rất là thương tụi nó mọi người. Thương tụi nó thì cho tụi nó quay video, cho tiền tụi nó hàng tháng để tụi nó đỡ cơ cực hơn. Nhưng mà vẫn chưa đủ mọi người. Vẫn chưa đủ hết được cái tình thương. Sang thì Sang muốn cái tuổi thơ của tụi nó tròn trịa hơn một xíu nữa. Là Sang từ ngày mai hoặc ngày mốt gì đó đóng xong cái bàn thì Sang sẽ dạy học cho mấy đứa, để cho mấy đứa nhóc á nó biết cái chữ, để sau này ra ngoài đời tụi nó có thể bằng với người ta. Thôi giờ thì Sang đang đợi nhóc Hậu xuống phụ Sang đóng mấy cái bàn. Một mình Sang thì làm cũng khó. Hôm nay thì vào mùa măng rồi nên mấy đứa nhóc ăn trâu nó về nó sáng măng mọi người. Nên bữa nào thật sự cần quay video thì Sang mới kêu tụi nó thôi, để tụi nó đi vào trong rừng làm kiếm tiền. Gần 2 ngày trời Sang lo đóng bàn ghế mọi người, cuối cùng thì Sang cũng đã hoàn thành xong cái lớp học của Sang rồi nha mọi người. Thì bây giờ Sang mời tất cả mọi người cùng Sang, mình sẽ cùng nhau đi vào phía trong cái lớp học của Sang để xem 2 ngày vừa rồi Sang đã làm được những gì ha. Thì đây là cái căn cái cửa để mà đi vào cái căn nhà bếp của Sang cũng như là cái lớp học của mọi người. Trước cái cửa này thì Sang làm một cái bảng đây nè. Cái bảng này thì Sang định là sẽ ghi tên lên trên đây, ghi là lớp học của trẻ em trăn trâu hoặc là lớp học Sang Vlog gì đó thì Sang vẫn chưa nghĩ ra mọi người, để mà có một cái tên mình gọi cái lớp học của mình. Nên cái này Sang nhờ tất cả mọi người, nếu mọi người nào có ý kiến nào hay hay về cái tên của cái lớp học của Sang á, thì mọi người hãy bình luận bên dưới phía video của Sang thật nhiều luôn, và Sang sẽ cố gắng đọc để mà chọn ra một cái tên thật hay để ghi lên phía trên cái bảng tên của lớp học của Sang á. À, đây là phía bên trong cái lớp học của Sang nha mọi người. Gần 2 ngày trời á, nhờ sự giúp đỡ của nhóc Hậu nữa
thì Sang đã đóng được ở đây 4 cái bàn tre nha. Sang thì cũng cố gắng là kiếm gỗ để mà đóng phía trên cái mặt bàn này cho nó bằng phẳng, cho mấy đứa nhóc nó ghi chữ cho nó dễ mọi người. Nhưng mà gỗ kiếm khó quá nên Sang vào rừng chặt một ít tre về mình đóng cái bàn tre của này nè, nhìn cho nó đẹp luôn. Thì bên kia thì Sang mua thêm được một cái quạt to nữa để mà nấu nướng. Bên đây thì mình sẽ bật cái quạt để mà thổi khói ra ngoài cái cửa sổ kia, tại vì hôm bữa làm tân gia nấu ở chỗ này nè, khói nó ra rất là nhiều, nếu mà không có quạt thì khói nó không có bốc ra ngoài bên đây ha. Bên đây thì cái nút vàng thì hôm bữa mình treo rồi, còn trên đây thì Sang đóng thêm được một cái bàn để mà Sang ngồi trên đây dạy học cho mấy đứa luôn mọi người. Còn này thì mọi người quá quen rồi, là nhóc Hậu. Nhóc Hậu thì năm nay đã lên được lớp mấy học, lớp, lên được lớp 6 rồi mọi người. Thì nó đang là nghỉ hè nên Sang rủ nhóc Hậu xuống quay video cùng với Sang. Có lẽ là một số video tới thì nhóc Hậu sẽ quay cùng với Sang cho đến hết hè luôn. Còn phía bên đây á thì Sang ngày mai sẽ đi mua một cái bảng, hoặc là chiều nay đi mua một cái bảng mình sẽ gắn lên trên đây. Chạy ra ngoài thị trấn mới có bán bảng nha mọi người. Đây kiểu giống như một cái lớp học luôn, từ trên đây nhìn xuống thì mình có thể thấy được toàn bộ cái lớp học của Sang này. Mấy đứa thì nó sẽ ngồi thẳng xuống dưới đất, kiểu giống như là bàn của Nhật Bản nha mọi người. Tại vì đóng bàn đã lâu rồi mà còn đóng ghế nữa thì nó càng lâu hơn, nên Sang tranh thủ được thời gian nào thì Sang đóng cái thời gian đó, nên tạm thời cho mấy đứa nhóc ngồi xuống đó. Thì bây giờ có lẽ là Sang sẽ bàn ghế đã xong rồi, nên bây giờ Sang sẽ đi ra ngoài mình mua một ít sách nè, vở nè, bút hay với lại là cặp gì đó cho mấy đứa nhóc. Rồi Sang sẽ chạy qua bên mấy đứa nhóc báo tin vui là Sang đã làm xong cái lớp rồi, ngày mai thì mấy đứa sẽ qua bên đây đi học nha. Quỳnh có muốn đi học lại không? Quỳnh với mấy đứa có muốn đi học không? Dạ muốn hả? Quỳnh học được hết lớp mấy rồi? Lớp 3 hả? Nghỉ học mấy năm rồi? Một năm, 1 năm, 2 năm rồi. Thái cũng hết lớp 3. Còn thằng Văn, Văn không có học hả? Văn năm nay 15 tuổi nhưng mà không có học lớp nào hết mọi người, không biết chữ luôn. Còn Tĩnh thì học hết lớp 1. Học học được lớp 1 chứ không phải học hết lớp 1 nữa mọi người. Thì mấy đứa cũng chạc tuổi nhau là 10, 12, 13 tuổi, con Giang là 15 tuổi. Nhưng mà đa phần là nghỉ học còn rất là sớm mọi người, để mà kiếm tiền này kia phụ gia đình, nên cái công việc của tụi nó không có thời gian để mà đi học. Không phải là mấy đứa nhóc này nó không ham học mọi người, nó cũng muốn đi học với bạn bè lắm, nhưng mà không có khả năng để đi học á. Nên hôm nay á, Sang muốn mở lại cái lớp học này, thông báo với mấy đứa là Sang anh sẽ mở một cái lớp học. Nè mấy đứa đừng giỡn nữa. Anh sẽ mở một cái lớp học để mà dạy cho mấy đứa. Như là nhóc Quỳnh với anh Thái là có đi học hết lớp 3, thì Sang sẽ cố gắng là kèm cho hai đứa nhóc này, cho tụi nó biết biết chữ rành lại, để mà năm sau, đầu năm học năm sau thì Sang sẽ tạo điều kiện xin cho mấy đứa nhóc quay lại trở lại trường và học tiếp lớp 4 hoặc lớp 5 gì đó. Còn riêng Văn với lại là Tĩnh á, thì năm nay cũng đã 10, 13, 14 tuổi rồi, nhưng mà chưa có đi học nên Sang không biết là có thể đưa lại trường được hay không. Nếu mà không được thì Sang sẽ kèm mấy đứa đến khi mấy đứa nó biết viết nè, biết đọc nè, biết tính toán cho bằng với người ta. Hy vọng rằng sau này những cái chòi nè, chòi non này nè mọi người, sẽ một ngày nào đó sẽ thành công, vượt qua hơn cả anh luôn. Sau này biết đâu mấy đứa nhóc này nó sẽ tiếp con đường của Sang là làm video cho mọi người xem thì sao. Nên mình sẽ cố gắng để dạy cho mấy đứa nhóc để tụi nó biết cái này biết cái kia ha. Còn rảnh đâu rồi ta, nay đi sáng măng hả? Lớp học của Sang ngày hôm nay á, Sang định là sẽ có 6 đứa đi khởi đầu nha mọi người, là 4 đứa này với nhóc rảnh với lại nhóc Hậu nữa. Nhóc Hậu thì còn đi học nhưng mà Sang chỉ kèm thôi. Thì mới đầu thì Sang chỉ nhận được 6 đứa thôi, còn rất rất là nhiều đứa khác, nhưng mà lớp học Sang nhỏ quá nên hy vọng rằng một ngày nào đó cái lớp học của Sang nó phát triển hơn một xíu thì Sang sẽ dựng thêm một căn nhà nữa và nhận nhiều hơn những cái học viên kiểu như thế này ha, để mà kèm cặp cho tụi nó biết chữ và quay lại trường. Thôi bây giờ thì Sang clip của Sang ngày hôm nay cũng hơi dài rồi nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Từ ngày mai thì mình sẽ bắt đầu là đi học nha mấy đứa.
Từ ngày mai thì Sang sẽ qua rước mấy đứa qua bên nhà Sang ở để mà dạy học bên đó và làm những video bên đó cho mọi người xem. Có thể là đến đầu năm học năm sau, có thể là một tháng mấy gì nha mọi người. Clip của Sang ngày hôm nay thì cũng có bao nhiêu đó thôi. Sang chỉ muốn thông báo cho mọi người là Sang sẽ mở một lớp học, nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu quý Sang cũng như mấy đứa, mọi người hãy cho Sang một like nè, một đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Sang với mấy đứa nhóc chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.